Ba hot girl thể thao giải nghệ ở tuổi đôi mươi gây tiếc nuối. Nhàn nữ vận động viên có nhan sắc gây thương nhớ giải nghệ khi còn rất trẻ. Phạm Như Phương thể dục dụng cụ. Phạm Như Phương vừa tuyên bố giải nghệ đã để lại nhiều tiếc nuối cho thể thao Việt Nam khi cô nàng còn rất trẻ, mới 20 tuổi. Phạm Như Phương sinh năm 2003, là vận động viên giàu triển vọng của thể dục dụng cụ Việt Nam. Cô từng giành 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng tại SEA Games 31, ngay trong lần đầu dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Cô nàng còn từng có vinh dự dự Olympic trẻ. Nguyên nhân nữ vận động viên giải nghệ bắt nguồn từ việc Như Phương bị đơn vị chủ quản, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội kỷ luật và bị bộ môn thể dục gạch tên khỏi danh sách tập huấn của đội tuyển quốc gia vì tự ý đi Mỹ hồi tháng 12 năm 2023. Một chi tiết đáng chú ý là việc lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao tiếp tục thuyết phục vận động viên Phạm Như Phương rút lại ý định giải nghệ, tiếp tục ở lại đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam cống hiến cho thể thao nước nhà. Tuy nhiên, vận động viên 20 tuổi khẳng định cô giữ nguyên quyết định giải nghệ dù có tới 15 năm gắn bó với thể dục dụng cụ. Trước mắt, Cục Thể dục Thể thao yêu cầu đội thể dục dụng cụ cũng như các đội tuyển khác phải hủy bỏ ngay quỹ riêng của đội nếu có, không được bắt vận động viên đóng tiền với bất kỳ lý do nào. Đặng Thu Huyền, bóng chuyền. Đặng Thu Huyền sinh năm 2002 tại Thường Tín, Hà Nội. Năm 2020, cô giành danh hiệu chuyền hai xuất sắc của giải bóng chuyền trẻ cấp các câu lạc bộ toàn quốc và hoa khôi của giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc. Đến tháng 3 năm 2021, Thu Huyền bất ngờ tuyên bố giải nghệ khi mới 19 tuổi. Sau khi giải nghệ, cô nàng tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam và lọt vào top 10. Hiện tại, Thu Huyền đang thử sức với vai trò người dẫn chương trình. 19 tuổi, cao 1m76, từng là đội trưởng U19 Việt Nam. Nhưng sự nổi tiếng của Đặng Thu Huyền lại là vẻ đẹp như hot girl, luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Nhưng sự nổi tiếng bên ngoài thảm đấu đến quá sớm, giống như con dao hai lưỡi. 14 tuổi, Huyền đã biết làm đẹp trang điểm. 15 tuổi, cô đã là một thiếu nữ, xuất hiện ngày một nhiều trên các mặt báo. Trang cá nhân của Huyền có hàng chục nghìn người theo dõi và dĩ nhiên cô cũng quan tâm nhiều hơn tới việc phải đáp lại sự mến mộ hay tò mò đó. Người trong cuộc biết rõ câu chuyện của Đặng Thu Huyền, nhưng làm thế nào để một vận động viên không còn có sự tập trung cao nhất cho bóng chuyền có thể bước lên đỉnh cao là rất khó. Nói như chính chuyền hai 19 tuổi này. Tôi theo bóng chuyền khi còn quá nhỏ, tôi nghĩ mình cũng từng đam mê và vỡ òa trong những khoảnh khắc tuyệt vời của môn thể thao này. Nhưng trong khoảng 2 năm qua, tôi cảm nhận rõ sự chán chường của bản thân, kèm theo đó là mong muốn được học hỏi và khám phá thế giới bên ngoài. Đặng Thu Huyền muốn khám phá thế giới bên ngoài và đội bóng chủ quản tôn trọng quyết định ở cô. Thậm chí một vận động viên kỳ cựu của đội còn thẳng thắn cho rằng Huyền nghĩ ở thời điểm này hoàn toàn hợp lý, bởi nếu cố thêm vài năm nữa sẽ làm khó cho chính cây chuyền hai này. Chưa ai biết Đặng Thu Huyền theo con đường nào trong tương lai, nhưng quá khứ đã chứng kiến rất nhiều ngã rẽ thành công của các vận động viên bóng chuyền. Đỗ Thị Ngọc Trâm, bóng đá. Ngọc Trâm sinh năm 1985, cô bắt đầu bén duyên với bóng đá từ năm 15 tuổi. Trong sự nghiệp, Ngọc Trâm từng cùng Hà Nội 1 vô địch quốc gia năm 2008, 2009 và được bầu chọn là cầu thủ hay nhất ở cả hai mùa giải này. Cô cũng chính là chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2008. Năm 2009, ở độ tuổi có phong độ đỉnh cao nhất, Ngọc Trâm dính chấn thương dây chằng phải phẫu thuật và giải nghệ một năm sau đó. Sau khi giải nghệ, cựu hoa khôi tuyển nữ Việt Nam làm công tác đào tạo trẻ tại trung tâm bóng đá cộng đồng. Tháng 10 năm 2011, Ngọc Trâm kết hôn cùng với chồng là người Hải Phòng. Cả hai quen nhau sau một trận bóng phủi và đã quyết định tiến tới hôn nhân. Sau đó niềm vui đến với gia đình nhỏ khi đón một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên một thời gian sau, cả hai đã chia tay. Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2008 ít khi chia sẻ về chuyện cá nhân. Dù vậy, khi nói về cuộc hôn nhân không êm đẹp, cô lại nhận trách nhiệm về mình khi đã không chu toàn dẫn đến rạn nứt tình cảm. Hậu chia tay, Ngọc Trâm là mẹ đơn thân nhưng vẫn giữ mối quan hệ văn minh với chồng cũ cùng chăm sóc con trai. Chuyện gia đình không suôn sẻ nhưng Ngọc Trâm đã chọn cách vượt qua, sống tích cực và tập trung vào công việc. Dù đã giải nghệ từ lâu nhưng cái tên Đỗ Thị Ngọc Trâm vẫn còn quen thuộc với khán giả truyền hình. Trong vai trò khách mời chương trình bình luận bóng đá tại World Cup 2022, cô để lại ấn tượng với khán giả bởi những kiến thức chuyên môn về bóng đá cũng như nhan sắc xinh đẹp.
Video đến đây là hết rồi, bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.